đều đã bẻ gãy tất cả tùy miên, tất cả tùy phiền não, trói buộc đều vĩnh viễn không phát sanh. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, ra vào qua lại tâm không mê lầm, luôn luôn an trụ chánh niệm tỉnh giác, hoài nghi tiến dừng, đi đứng nằm ngồi, hạ chân cất bước, cũng đều như vậy. Dạo đi chỗ nào phải xem xét nơi ấy, niệm niệm thông thả, nhìn thẳng mà bước, cử chỉ và lời nói không thô tháo. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, những vật dụng của các Đại Bồ Tát bất thối chuyển, như đồ nằm, y phục, luôn luôn thơm sạch, không có các mùi hôi, trí giận, bọ chét, vân vân, tâm ưa sạch đẹp, thân không tật bệnh. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, thân tâm thanh tịnh, chẳng phải như trong thân người, thường luôn bị tám vạn trùng rúc rỉa. Vì sao? Vì thiện căn của các Đại Bồ Tát này tăng lên, vượt khỏi thân hình đã thọ ở thế gian, trong ngoài sạch sẽ nên không có các loại trùng rúc rỉa nơi thân. Thiện căn dần dần tăng thêm, cứ như vậy thân tâm càng thanh tịnh. Do vậy nên thân tâm của các Đại Bồ Tát này bền chắc như kim cương, không bị các nghịch duyên phá hoại. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát bất thối chuyển, làm thế nào để thân khẩu ý thường được thanh tịnh? Phật bảo: Thiện hiện, các thiện căn như thế của Đại Bồ Tát này dần dần tăng trưởng như vậy, vì được năng lực của các căn lành điều khiển nên đến tận cùng đời vị lai, nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn không phát sanh, do vậy thân khẩu ý thường được thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện, ba diệu hạnh về thân, bốn diệu hạnh về khẩu và ba diệu hạnh về ý của Đại Bồ Tát này luôn luôn được biểu hiện, nên bất cứ lúc nào thân khẩu ý cũng thanh tịnh. Nhờ sự thanh tịnh này nên vượt qua các bậc thanh văn độc giác vân vân, trụ ngôi vị Bồ Tát kiên cố chẳng động. Do đây thân khẩu ý thường được thanh tịnh. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng trọng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự, chẳng đóng nhiễm các việc ăn uống, y phục, ngoạ cụ, phòng nhà, của cải, tùy thọ 12 công đức đầu đà, nhưng trong đó không có sự ỷ thị. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, thường tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa rốt ráo, chẳng khởi tâm bọn sẻn, tham lam phá giới, giận dữ giải đãi, tán mạn ngu si và các thứ phiền não trói buộc tâm tương ưng. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tuệ giác sâu xa kiên cố của tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, do lắng nghe chánh pháp, cung kính tìm thọ, chú tâm suy nghĩ nghĩa lý một cách rốt ráo, tùy theo pháp đã lãnh thọ, thuộc thế gian hay xuất thế gian, đều có thể phương tiện hội nhập lý thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa. Các sự nghiệp đã tạo thuộc thế gian cũng đều dựa vào bát nhã ba la mật đa để hội nhập pháp tánh, không thấy có sự nghiệp nào ra ngoài pháp tánh ấy. Nếu có pháp nào chẳng tương ưng với pháp tánh, thì cũng có thể phương tiện hội nhập lý thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa được. Do đây chẳng thấy pháp nào ra ngoài pháp tánh ấy. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma xuất hiện ở trước mặt Đại Bồ Tát bất thối chuyển và hóa ra 8 địa ngục lớn, mà trong mỗi địa ngục lớn hóa ra vô lượng trăm ngàn Bồ Tát đều bị lửa dữ thiêu đốt và chịu khổ độc hại chua cay, hóa làm như vậy rồi bảo các Bồ Tát bất thối chuyển. Các Đại Bồ Tát này đều đã lãnh thọ chẳng lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên mới rơi vào địa ngục lớn này chịu các thứ khổ cực như thế này. Này Bồ Tát,
Các ông đã nhận thọ ký bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng sẽ đọa vào địa ngục lớn này để chịu các thứ khổ cực. Như vậy, Phật đã thọ ký cho các ông phải chịu khổ trong địa ngục lớn, chứ chẳng phải thọ ký bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên các ông nên mong lìa bỏ tâm đại bồ đề, mày ra có thể thoát khỏi địa ngục này, sẽ sang lên cõi trời, hoặc làm người hưởng các sự sung sướng an vui. Khi nghe thấy việc này, tâm của đại bồ tát bất thối truyền không hề dao động, cũng chẳng kinh sợ nghi ngờ, chỉ nghĩ đã nhận thọ ký bất thối truyền mà đại bồ tát còn đọa vào địa ngục bàng xanh ngạ quỷ atula thì chắc chắn không có điều ấy. Vì sao? Vì chắc chắn các bồ tát bất thối truyền không có nghiệp bất thiện, cũng không có trường hợp nghiệp thiện mà phải chuốc lấy quả khổ như vậy. Nhất định chư Phật không có lời dối gạt. Những điều mà Như Lai nói ra đều vì an lạc cho tất cả hữu tình, vì lòng đại từ bi mà Ngài nói ra. Những điều thấy nghe hôm nay hoàn toàn do ác ma làm ra, nói ra đều chẳng thật có. Nếu đại bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là đại bồ tát bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện giả sử có ác ma giả dạng sa môn đi đến gặp tất cả đại bồ tát bất thối truyền nói như vậy: trước đây ông đã nghe khuyên nếu tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa thì sẽ mau viên mãn cho đến nên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu. Những điều nghe được như vậy đều là tà thuyết, nên mau lìa bỏ chớ cho là chân thật. Và lại trước đây ông đã nghe rằng tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử từ lúc mới phát tâm cho đến thời gian tồn tại của chánh pháp luôn tùy hỷ với các công đức thiện căn đã có được, tập hợp tất cả và ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những lời đã nghe này cũng là tà thuyết, hãy mau xả bỏ chớ cho là chân thật. Nếu ông xả bỏ những tà pháp đã nghe, ta sẽ dạy ông Phật pháp chân chánh thanh tịnh, khiến ông tu học mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những lời đã nghe trước đây chẳng phải lời dạy chân chánh của Phật, mà chỉ là những văn tụng soạn ra một cách sai lầm. Lời ta nói mới là lời chân chánh của Phật. Thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát nghe lời này mà tâm dao động, nghi ngờ, sợ hãi, thì phải biết vị ấy chưa nhận sự thọ ký bất thối truyền, nên chưa quyết định đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chưa gọi là đại bồ tát bất thối truyền. Thiện hiện nên biết khi nghe những lời này mà tâm các đại bồ tát chẳng dao động, cũng chẳng nghi ngờ sợ hãi, chỉ trụ vào pháp tánh không tạo tác, không tướng trạng, không sanh khởi, thì dù có làm việc gì, đại bồ tát này cũng chẳng tin vào lời người khác, chẳng theo sự chỉ dạy của người khác mà tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng theo sự chỉ dạy của người khác cho đến chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phải biết đại bồ tát này đã đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề được bất thối truyền. Như bậc A-la-hán đã hết lậu hoặc, dù có làm việc gì cũng chẳng tin lời người khác, hiện chứng pháp tánh không lầm không nghi, tất cả ác ma không thể làm dao động, tất cả thành văn độc giác, ngoại đạo và các ác ma không thể phá hoại bẻ gãy tâm của đại bồ tát bất thối truyền này, cũng không thể làm cho họ thối lui quả bồ đề. Đại bồ tát này chắc chắn sẽ chủ bậc bất thối truyền, nên những sự nghiệp đã tạo đều tự mình xét nghĩ, chẳng phải chỉ tin vào người khác mà hành động ngay, cho đến những lời dạy của Như Lai ứng chánh đẳng giác còn không thể dễ dàng tín thọ phụng hành, huống chi lại tin lời thanh văn độc giác ngoại đạo và các ác ma mà có hành động. Đại bồ tát này có làm điều gì chẳng tự suy xét mà chỉ tin vào lời người khác thì điều này chắc chắn không có. Vì sao? Vì đại bồ tát này chẳng thấy có pháp có thể tin hành. Vì sao? Vì đại bồ tát này chẳng thấy có sắc có thể tin hành, chẳng thấy có thọ tưởng hành thức có thể tin hành, cũng chẳng thấy có chân như của sắc có thể tin hành, chẳng thấy có chân như của thọ tưởng hành thức có thể tin hành.
nói rộng cho đến chẳng thấy có tất cả hạnh đại bồ tát có thể tiến hành, chẳng thấy có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể tiến hành, chẳng thấy có chân như của tất cả hạnh đại bồ tát có thể tiến hành, chẳng thấy có chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thể tiến hành. Nếu đại bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma giả dạng bí xô đi đến gặp tất cả đại bồ tát bất thối chuyển mà nói như vậy: sự tu hành của các ông là pháp sanh tử, chẳng phải hạnh bồ tát, chẳng phải do đây mà được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này các ông nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ, được vào niết bàn. Khi ấy ác ma liền vì bồ tát thuyết pháp tương tự đạo sanh tử, đó là tưởng thầy chết, hoặc tưởng sanh bẩm, hoặc tưởng thối giữa, hoặc tưởng sình trướng, hoặc tưởng trùng ăn, hoặc tưởng màu đỏ bầm, hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỉ, hoặc xả, hoặc sơ tịnh lự, hoặc cho đến đệ tướng tịnh lự, hoặc không vô biên xứ, hoặc cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ác ma bảo Bồ Tát: đó là chân đạo chân hạnh, do đạo này và hạnh này, ông sẽ chứng quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề. Do đạo này hạnh này nên ông mau hết tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì phải chịu sanh tử lâu dài làm gì. Thân khổ trong hiện tại còn phải chán bỏ, uống lại đi cầu lấy thân khổ trong tương lai. Ông hãy tự suy xét mà bỏ đi những gì trước đây đã tin. Thiện hiện nên biết, khi đại bồ tát này nghe lời nói ấy rồi, tâm chẳng dao động, cũng chẳng nghi ngờ sợ hãi, chỉ nghĩ: bí xô này giúp ích cho ta không ít, có thể vì ta thuyết đạo pháp tương tự, khiến ta biết được đạo này không thể chứng quả dự lưu, cho đến không thể chứng đắc độc giác bồ đề, huống gì sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại bồ tát này rất vui mừng, lại nghĩ: này bí xô này rất có ích cho ta, phương tiện vì ta thuyết pháp chướng đạo, khiến ta hiểu biết pháp chướng đạo, rồi ở trong tam thừa tự tại tu học. Thiện hiện nên biết, khi ác ma kia thấy bồ tát này thâm tâm hoan hỉ, lại nói như vậy: này thiện nam tử, ông nay muốn thấy các đại bồ tát đã mất thời gian dài tu hạnh vô ích không, nghĩa là các đại bồ tát đã trải qua hàng hà sa số đại kiếp, dùng vô lượng vật thượng diệu như thức ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, của cải, hoa hương, vân vân, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Lại ở chỗ của vô số chư Phật tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, học trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, học trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, học trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc, tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu các bậc của đại bồ tát, tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu nằm lại mắt sáu phép thần thông, tu 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi, để thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Tu các thần thông thù thắng của Bồ Tát, nói rộng cho đến tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các đại Bồ Tát này cũng gần gũi phụng sự hàng hà sa số chư Phật. Ở chỗ chư Phật thỉnh hỏi đạo của đại Bồ Tát, nghĩa là hỏi như vậy: thế nào là đại Bồ Tát an trụ đại thừa? Thế nào là đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Tu hành bậc của đại Bồ Tát, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ đại bi, đại hỷ đại xả,
Tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Tu hành quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi, để thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Tu hành thần thông thù thắng của Bồ Tát, nói rộng cho đến tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Ở chỗ hàng hà sa số chư Phật Thế Tôn đều thỉnh hỏi như vậy lần lượt vì họ thuyết pháp. Chúng đại Bồ Tát này, như lời Phật dạy, an trụ tu học, trải qua vô lượng kiếp, tinh tấn dõng mãnh, còn không thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống gì sự tu học của các ông ngày nay mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ư? Thiện hiện nên biết, tuy nghe những điều này, nhưng tâm các đại Bồ Tát không thay đổi, chẳng kinh chẳng sợ, không nghi không nhầm, lại vui mừng hơn và nghĩ: này bí xô này cho ta nhiều lợi ích, vì ta mà phương tiện thuyết pháp chứng đạo, giúp ta biết được pháp chứng đạo này, chắc chắn không thể chứng quả dự lưu cho đến quả độc giác Bồ Đề. Huống gì sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, khi ác ma biết được tâm Bồ Tát này chẳng thối đuôi, không nghi hoặc, liền hóa ra làm hình tượng vô lượng bí xô bảo với Bồ Tát. Trong quá khứ, các bí xô này đều siêng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trải qua vô lượng kiếp, tu hành các hạnh khổ khó hành, mà không được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã cầu. Hôm nay đều lưu trụ quả A-la-hán, các lậu đã sạch, qua hết bờ khổ, thì làm sao các ông có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Thiện hiện nên biết, nghe điều này rồi, đại Bồ Tát liền nghĩ như vậy: chắc chắn ác ma đã hóa giả dạng bí số này để làm rối loạn tâm ta, nhân đây ta thuyết pháp chướng ngại tương tự. Hoàn toàn không có chúng đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đến địa vị viên mãn mà không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại lui vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Bấy giờ Bồ Tát lại nghĩ, nếu đại Bồ Tát tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa đến địa vị cứu cánh mà chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì chắc chắn không có điều đó. Nói rộng cho đến, nếu đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đến địa vị viên mãn mà chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì chắc chắn cũng không có điều đó. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển luôn hành Bát Nhã Ba La Mật Đa với ý nghĩ thế này: như chư Phật dạy, nếu đại Bồ Tát siêng năng tu học, thường chẳng xa lìa diệu hạnh của sáu pháp Ba La Mật Đa, thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng sáu pháp Ba La Mật Đa, thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thường dùng phương tiện khuyên các hữu tình siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại Bồ Tát này quyết chắc chắn chẳng thối lui bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, chắc chắn chẳng thối lui pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chắc chắn chẳng thối lui chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chắc chắn chẳng thối lui bốn thánh đế, chắc chắn chẳng thối lui bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chắc chắn chẳng thối lui bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chắc chắn chẳng thối lui ba môn giải thoát, chắc chắn chẳng thối lui tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chắc chắn chẳng thối lui các bậc Bồ Tát, chắc chắn chẳng thối lui pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chắc chắn chẳng thối lui năm loại mắt, sáu phép thần thông, chắc chắn chẳng thối lui mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chắc chắn chẳng thối lui đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, chắc chắn chẳng thối lui pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, chắc chắn chẳng thối lui trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì nhất định sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thường hành Bát Nhã Ba La Mật Đa với ý nghĩ như vậy: nếu đại Bồ Tát biết được việc ma chẳng theo việc ma, biết được bạn ác chẳng theo bạn ác,
Biết được cảnh giới nhưng chẳng chuyển theo cảnh giới thì Đại Bồ Tát này quyết chẳng thối lui bố thí Bà La Mật Đa cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa, quyết không thối lui pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, quyết không thối lui chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, quyết không thối lui bốn lý thánh đế, quyết không thối lui bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, quyết không thối lui bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, quyết không thối lui pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, quyết không thối lui tám giải thoát cho đến mười biến xứ, quyết không thối lui các bậc Bồ Tát, quyết không thối lui pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, quyết không thối lui năm loại mắt, sáu phép thần thông, quyết không thối lui mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, quyết không thối lui Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả, quyết không thối lui pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, quyết không thối lui trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nghe chư Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết giáo pháp quan trọng này, thâm tâm hoan hỷ cung kính, tin hiểu thọ trì, hiểu nghĩa lý một cách đúng đắn, tâm họ vững chắc như kim cương không thể lay chuyển, không thể khống chế, thường xuyên tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác tu học tâm không nhàm chán mỏi mệt. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát bất thối chuyển này, thối lui pháp nào gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát này thối lui tưởng sắc uẩn cho đến tưởng thức uẩn nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn xứ cho đến tưởng ý xứ nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng sắc xứ cho đến tưởng pháp xứ nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn giới cho đến tưởng ý giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng sắc giới cho đến tưởng pháp giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn thức giới cho đến tưởng ý thức giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn xúc cho đến tưởng ý xúc nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tưởng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng địa giới cho đến tưởng thức giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhân duyên cho đến tưởng tăng thượng duyên nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng vô minh cho đến tưởng lão tử nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng tham sân si tưởng các tà kiến nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng bố thí ba la mật đa cho đến tưởng bát nhã ba la mật đa nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng pháp nội không cho đến tưởng pháp vô tính tự tính không nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng chân như cho đến tưởng cảnh giới bất tư nghỉ nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng bốn thánh đế nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng bốn niệm trụ cho đến tưởng tám tri thánh đạo nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng tám giải thoát cho đến tưởng mười biến xứ nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng tịnh quán địa cho đến tưởng Như Lai địa nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng cực hỷ địa cho đến tưởng pháp vân địa nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng năm loại mắt, sáu phép thần thông nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng mười lực Như Lai cho đến tưởng 18 pháp Phật bất cộng nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng 32 tướng 80 vẻ đẹp nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng quả dự lưu cho đến tưởng độc giác Bồ Đề nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng các hạnh Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là bất thối chuyển,
Thố lôi tưởng các dị sanh, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát bất thối chuyển này dùng tự tướng không để quán tất cả pháp, đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến không thấy có pháp nhỏ nào có thể nắm bắt. Vì không thể nắm bắt nên không có sự tạo tác. Vì không sự tạo tác nên gọi là rốt ráo không sanh. Vì rốt ráo không sanh nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do đạt được vô sanh pháp nhẫn này nên gọi là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hết quyển thứ 514.